Ngày 19 tháng 1 tại Hà Nội, Đại học Thái Nguyên đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex. Đại diện hai đơn vị đã thống nhất và thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của Vinaconex với các ngành đào tạo liên quan tới lĩnh vực hoạt động kinh doanh theo nhu cầu và đề xuất của Tổng Công ty. Tạo điều kiện, tiếp xúc và giới thiệu cho Vinaconex các chuyên gia và kỹ sư chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các hoạt động. Hỗ trợ Vinaconex thực hiện, tổ chức các chương trình, tiếp xúc doanh nghiệp, thực tập, thực hành và tuyển dụng người học sau khi tốt nghiệp tại Đại học Thái Nguyên. Tổng công ty Vinaconex sẽ hỗ trợ người học của Đại học Thái Nguyên tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua việc thực tập và đào tạo các kỹ năng làm việc tại các công trình đang thi công của Vinaconex.